chính trợ lý Kim Hồ là người thuê thợ phá tủ sắt của cố nghệ sĩ để trộm tiền. Thưa quý khán giả, mới đây trên trang Facebook có tên là Trà Hoa Nữ đã chia sẻ đoạn ghi âm của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đây là đoạn ghi âm bản gốc cuộc trò chuyện của soạn giả Văn Tiên cách đây 8 năm về trước. Trong cuộc mâu thuẫn giữa Kim Nga và Văn Tiên xảy ra xung đột khi Kim Nga xúc phạm chửi Văn Tiên. Chính cố nghệ sĩ là người đã đứng ra giải hòa di quý cho êm đẹp cả đôi bên. Mời mọi người nghe đoạn video. Dạ, vừa em có ngắn. Nhưng mà bây giờ mà bắt đưa nghe cái tiền từ tài xế đó. Dạ. Nãy ngày chị lấy 11 triệu. Ừ. Có sắp 10 triệu á, thì lấy 4 triệu. Còn 4 cái bao thư của em á, 4 bao thư của em á, thì lấy 2 tao lấy hết. Còn cái, còn cái thứ 3 đó, thì lấy 300, 700, để từ lấy 400, 600. Cô trợ lý Kim Nga mới chính là người đã thuê thợ chuyên nghiệp vào phòng ngủ để bẻ khóa tủ, lấy cắp tiền mà cậu Nam Vũ Linh đã cài mật khẩu bằng số. Cô ta đã canh chờ lúc nghệ sĩ ngủ nên đã hành động, bởi vì mỗi khi nghệ sĩ đi bất cứ nơi đâu thì trách nhiệm cô ta phải đi theo để phó tá cho chủ nhân của mình. Nên sẽ không có thời điểm nào để thích hợp, thực hiện làm phi vụ trộm tiền ấp ủ bấy lâu, cố nghệ sĩ đã phát hiện và biết thủ phạm. Nhưng vẫn để yên đó coi như không có gì xảy ra, số tiền mất so với ông thì cũng không quá lớn, nhưng ông muốn xem cô ta sẽ bị bắt tại trận cho những lần sau kế tiếp. Tiếp theo sự việc cô ta tự ý lén lấy cắp đĩa gốc VCD cải lương, đem đi in lậu rồi bán giá rẻ để kiếm tiền thu nhập riêng cho mình, làm cho Văn Tiên đắn đo hiểu lầm cố nghệ sĩ. Nên đã xin phép để hỏi thẳng cố nghệ sĩ rằng đĩa VCD Văn Tiên chưa cho in ra bán nữa, thì tại sao lại có đĩa VCD cải lương Tần Chiêu Đế tràn lan trên thị trường? Bởi vì nguyên tắc sau khi quay xong bất kỳ vở cải lương nào đó, thì trách nhiệm để in đĩa ra bán lấy lại doanh thu mà họ đã bỏ tiền ra đầu tư tất cả từ trang phục. Trả lương cho ekip đoàn làm phim, trả lương cho quần chúng quân sĩ và đặc biệt là trả tiền cát xê cho từng nghệ sĩ đã tham gia trong vở tuồng đó. Sau khi đóng máy kết thúc hoàn thành quay xong thì việc của nghệ sĩ là chỉ biết lãnh tiền, không có quyền hạn gì để tự ý lấy đĩa bản gốc đem đi bán. Là vi phạm hợp đồng, bởi vì cậu Năm Vũ Linh luôn luôn thủ vai nhân vật chính nên sẽ được tặng một đĩa gốc riêng để xem làm kỷ niệm. Trong cuộc trò chuyện cậu Năm Vũ Linh trả lời nhấn mạnh với Văn Tiên một câu, người ta mời làm giám khảo trả cát xê 1 tỷ còn không nhận. Người ta mời đi hát để mừng khánh thành cây cầu, trả kết xê 70 triệu cũng từ chối, đang đi chơi mà tình cờ đi ngang các tụ điểm hội chợ thương mại hay đoàn lô tô. Bầu sâu đến gặp mời hát đồng ý trả kết xê phân nửa doanh thu của họ trong đêm đó, ông cũng từ chối khéo và nói Văn Tiên hiểu rõ hơn về ông. Đi chơi là đi chơi, đi hát là đi hát, không phải đang đi chơi mà họ trả tiền nhiều là mình đồng ý. Ông không chấp nhận việc nhận sâu diễn giữa đường giữa giá, thì bầu sâu sẽ đánh giá nhân phẩm của mình như thế nào, chẳng thà ông lên hát góp vui chỉ vậy thôi. Thì nghĩ sao mà anh lại đem đi bán đĩa, làm chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy, anh có còn là Vũ Linh nữa không? Vũ Linh chỉ biết tận tụy với nghề, sẵn sàng hát trên sàn diễn sân khấu bằng những giọt mồ hôi đẫm ướt áo trên người thì mới xứng đáng đồng tiền mà khán giả đã bỏ tiền đi xem mình hát. Văn Tiên còn hỏi cố nghệ sĩ, lúc đó trong nhà còn có ai không? Thì cậu Năm Vũ Linh trả lời chỉ có Kim Nga và Hồng Loan ở nhà, cố nghệ sĩ cũng khẳng định mạnh rằng, bé Loan con anh không bao giờ dám đụng tới bất kỳ những gì có liên quan đến nghề nghiệp của ba. Con anh sống từ nhỏ đến lớn với anh biết tính tình ra sao mà. Cố nghệ sĩ còn kể cho Văn Tiên nghe, thậm chí những lần mà ông có lịch diễn dày đặc phải chạy show liên tục hoặc là đi quay video cải lương không có thời gian thường xuyên để ở nhà, thì ông lại đem giấy tờ nhà và đất đai bảo Hồng Loan đem về nhà chồng cất giữ dùm, chỉ có hai cha con biết, vì ông sợ và phải đề phòng em của mình, ông còn nói với Văn Tiên. Anh sợ cứ lo đi lưu diễn, sau khi trở về nhà không biết ra đường ở lúc nào cũng không hay, sợ hai của em mình tìm tòi giấy tờ rồi đem cầm cố ngân hàng. Và cứ như thế nếu lịch diễn không có ngày nghỉ, thì ông lại đưa giấy tờ cho con gái cất giữ, đến khi lịch diễn trống được nghỉ ngơi, thì Hồng Loan lại đem giấy tờ về đưa lại cho ba. Đã rất nhiều lần hai cha con âm thầm làm như vậy, con gái đem đi cất dùng ba vài ngày, rồi sau đó đem về đưa lại cho ba, thương em út thì thương nhưng đề phòng thì ông phải đề phòng. Qua hai sự việc trộm cắp lấy tiền và tự ý lấy đĩa đi bán, thì ông đã cho Kim Nga nghỉ việc vì không trung thực. Cô ta khóc lóc và quỳ van xin cố nghệ sĩ bỏ qua, tha thứ lỗi lầm đã vi phạm và hứa sẽ không tái phạm. Cậu Năm Vũ Linh là người dễ rất siêu lòng, nên ông đã bỏ qua, tha thứ nhưng sự tin tưởng thì còn như trước, nhưng ông luôn cảnh giác với tất cả những người đang bên cạnh mình. Ngoại trừ Hồng Loan con gái của mình, còn ngược lại ông luôn âm thầm để bảo vệ đứa con gái bé nhỏ của mình, đến hơi thở cuối cùng trên mặt pháp lý. Chính vì thời điểm bây giờ Văn Tiên ghét Hồng Loan nên đã cắt ghép chỉnh sửa để ghép tội, mà lương tâm cô ta vẫn biết mình đang làm sai đi sự thật về lời nói của cố nghệ sĩ nói về con gái của mình.
Chúc mừng vợ chồng Hồng Loan vừa tậu ô tô mới trị giá 5 tỷ đồng sau nhiều tháng cày guốc. Mới đây vợ chồng Hồng Loan nhận ô tô mới. Ai cũng biết Hồng Loan có tận 5 đứa con, đi đâu cũng muốn đưa tất cả các con theo, nên vợ chồng Hồng Loan quyết định mua ô tô để chở gia đình đi chơi và đặc biệt thuận tiện cho việc đi lại của Hồng Loan. Hồng Loan được chồng thương yêu nên muốn gì anh cũng chịu vợ, là người luôn đứng phía sau hỗ trợ tinh thần cho vợ. Vụ tranh chấp tài sản, Hồng Loan căng thẳng và nhiều mối lo. Anh Hải, chồng của Hồng Loan, luôn cận kề động viên vợ. Anh nhận hết tất cả công việc lớn nhỏ trong nhà để cho vợ chuyên tâm vào vấn đề chính. Việc mua ô tô là anh Hải đưa ra ý kiến. Hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều để có tiền tích góp mua ô tô cho Hồng Loan đi lại, thuận tiện cho việc kinh doanh. Anh không muốn Hồng Loan chạy đôn chạy đáo, khổ sở mỗi ngày, muốn vợ có một chiếc ô tô đi lại cho thoải mái và đặc biệt có thể nghỉ ngơi luôn trên xe. Tháng 3 năm 2023, khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng. Cô là người con được nghệ sĩ Vũ Linh làm giấy khai sinh. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở dĩ lúc sinh thời Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào thị phi và sự quan tâm quá mức của công chúng. Sau khi lộ diện, Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, về tiền phúng điếu, hợp đồng truyền thông và đám tang của cha cô. Này à, mày ăn nói xấu tao hoài à. Giờ tao nói lời mày nghe. Tao nói mày bị chi nã. Mày bay không được Mã Lai, tao không biết mày bay nước nào, tao không cần biết, nước Úc, nước Mỹ, nước quần què không cần biết. Mày không bay được Mã Lai, giờ tao cái với mày. Mày bay qua Mã Lai, tao mua vé cho mày. Bao tiền ăn, tiền uống, bao vé VIP cho mày luôn. Mày bay qua Mã Lai, tao dắt mày đi nhà hàng ăn và tao tặng thêm 5 miếng đất. 5 miếng đất của tao nha. Đó giờ tao làm mười mấy năm tao mua được 5 miếng đất. 5 miếng đất. Mày dám bay qua đây tao cho mày 5 miếng đất này và dắt mày đi ăn nhà hàng luôn. 1 2 3 4 5. Ăn nhà hàng xong rồi ỉ, ăn xong rồi phải không? Mắc ỉ đúng không? Ỉ vô đây. Ỉ một dĩa vô đây cho tao. Ăn ỉ đái gì hết trơn á, ỉ vô chai. Ơi, ỉ vô đây, đái vô đây. Ăn ỉ vô đây xong tao ăn cứt xong rồi tao hả tao uống ăn cứt xong uống nước đáy mày uống hết luôn rồi mày lấy 5 miếng đất rồi tao dắt tao về Việt Nam sang tên xong rồi đẩy tao vô công an cho tao ở tù luôn, quýnh bậm mặt tao luôn, dám cá không đâu idol à, ai là hâm mộ idol đâu, chia sẻ cái clip này lấy về bển đưa cho idol luôn. Tao nói mà tao không làm tao đi máy bay tao té máy bay xe đụng tao. Chứ tao nói hoài từ bữa giờ mà tụi bay không tin tới tao làm cỡ này luôn. Gia tài tao có nhiêu đây nè thôi tao tặng luôn đi. Nếu tao nói mà tao nói quan á, mà con đi mà nó không có án tiền sự mà nó dám qua bay qua Mã Lai thì tao tặng hết đó. Gia tài tao luôn, tất cả vé máy bay tao lo hết. Qua đây nhận tài sản, nhận 5 miếng đất này. Đó, ăn xong rồi tao dắt đi nhà hàng rồi ăn xong rồi nghỉ vô đây. Đãi vô đây là tao vừa à, tao ăn cứt của nó xong rồi tao uống cái này. Rồi tao dắt về bển, tao sang tên rồi đưa vô công an. Đâu quýnh căng nặng thành mặt mày tao luôn. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nếu tao sai. Tao làm cỡ này coi cái mạng ảo của mày coi mày còn ảo nữa không? Đó, đất qua lấy đi con. Nếu mà mày trong sạch mày qua lấy đất. Đặng mày qua ỉa cho tao.